ơi. Rồi ok dạ. Chạy thôi. Em chỉ ý kiến cái câu ảnh mới vừa nói thôi rồi em đi xuống dưới ngồi. Dạ, cái vấn đề mà chương trình thật á thì nó thật quá đến nỗi em bị sốc á các anh chị. Em cũng tham gia nhiều và em nghĩ rằng là chắc lần này á là một cái gì đó nó có dàn dựng một chút. Thì em cũng rất là vui vẻ khi mà nhận lời tham gia. Nhưng tới khi chương trình bắt đầu quay á thì em sốc rất nặng, bởi vì chương trình đã đuổi em ra khỏi nhà thật và lấy một cái vali rất to để đủ quần áo và vật dụng cho em trong vòng 48 giờ em không có ở trong nhà. Và không biết các gia đình khác bà mẹ thì sao, chứ riêng em sốc lắm, bởi vì thế à? Còn chị thì vẫn tung tăng ở trong nhà đấy. À, chị set up cho mọi người vô ekip quay vô đi mấy em. Ở nhà em có 15 cái máy quay, 15 máy quay, nhưng mà người ở trong nhà thì hơn 30 người. Dạ em vẫn vui lắm, dạ mời cả nhà vô này nọ các kiểu, cho đến khi là mọi người mời em ra khỏi nhà. Thì em sốc lắm, tại vì nãy giờ mọi người có để ý thấy không? À, mặc dù là con của Lương Thế Thành cũng quậy, cũng chơi, cũng phá, nhưng mà con em hình như làm đầu đàn phải không? Dạ, nó làm đầu đàn và nói không nghe, không thể nào làm gì được nó cả. Thêm nữa thì ở nhà mọi người cũng thấy đó, ở trên mạng hay nói em là nóc nhà đó. Dạ, ở nhà em quán xuyến hết à. Dạ, anh Thịnh chỉ có đưa tiền về cho em thôi chứ anh không có biết làm cái gì hết. Cho nên là em ra đi mà ngồi em nó run rẩy và không có thể nào tả được cái cảm xúc. Đến bây giờ em ngồi đây em vẫn còn run á. Em không biết những cái gì nó đang trải qua trong cái 48 giờ đó. Và em không ngủ được, không ngủ được luôn mọi người ạ. Ở trong ekip thì tối thì có người vẫn về nhà ngủ hay là có người ngủ lại nhà em không biết. Anh Thịnh có ngủ được hay không thì em không biết, nhưng mà 48 giờ đó em không ngủ được ạ. Vì em biết là con em sẽ không được cho ăn đủ, sẽ không được ru ngủ và không được đi ị, sẽ không được làm gì hết bởi một ông bố vụng về nổi tiếng. Nickname của anh Đức Thịnh ở trong cái số điện thoại em là Nobita đó cả nhà. Dạ cảm ơn chị. Đó, muốn mặc gì mà phải cho mặc đó, thậm chí mà nó có đi ị mà sai giờ đi nữa mình cũng phải chịu nữa. Hôm qua cái chương trình này mình rất mới đầu mình nghĩ là đây một chương trình rất là đơn giản với một ekip sản xuất đơn giản thôi, nhưng lần đầu tiên mình bước vào nhà mà thấy gần 15 con người mình nói, hả cái gì vậy, thì mình mới biết là để quay một cái chương trình thực tế mà có mấy em như thế này là phải chuẩn bị rất là chu đáo, về camera phải không được lộ diện để cho các bé thật là tự nhiên. Mình thấy cái sự nghiêm túc của ekip làm chương trình này. Thứ hai nữa là mình phát hiện ở những cái điều tuyệt vời ở những đứa con. Có những lúc nó khó bảo thiệt, nó có những thứ mà nó rất là riêng biệt mà phải tinh ý lắm thì mình mới hiểu được. Ví dụ như cô Tết nha, ở đó nó cứ níu chân mình mà nó đu lên. Bây giờ mình biết đó là nó đang chuẩn bị đi ị. Và nó có nhu cầu đi ị, một cái điều rất là tế nhị nhưng mà nó rất là tự nhiên. Nếu như mình không có thời gian, không có để ý tới, mình sẽ không hiểu, là cứ nghĩ nó bu là vì nó muốn mình ôm, muốn ẵm, nhưng mà không phải. Nó báo cho mình biết là con chuẩn bị ị, nó những điều nhỏ nhỏ. Trước thì mình nghĩ mình là ông đạo diễn Đức Thịnh là mình bự lắm rồi, nhưng khi mình tham gia chương trình này mình thật sự học để trở thành một ông bố thì mình mới thấy mình thật là nhỏ bé. Cái gì cũng phải học hết trơn, cho con ăn cũng phải học, cho mặc tả cho con mình cũng phải học, coi như là tắm cho con mình cũng phải học,
rồi thậm chí là pha sữa cũng phải học hết trơn. Mà mỗi một cái như vậy đều là một sự nỗ lực mà phải trên cái nền tảng là tình yêu thương mà mình mới làm được. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ.